Thì F1 được bắt lên văn phòng, còn các cái F còn lại thì ở nhà là sướng. ở trường đã có quyết định gì về học đi học trở lại cho các em à? Nhưng mà Trường là đồ án là được review offline, bảo vệ offline. bảo vệ offline thôi, còn học thì Vâng. vẫn online. Thì bảo vệ offline đi có một Vâng. ngày chả sao cả. Trường bảo để cho sinh viên có cái cảm giác. Cảm giác được đến trường. Các môn kia của các em phải đến trường đúng không? Online. À, tức là kỳ 9 thì online hết. Hay Bây là giờ chỉ kỳ 1, kỳ 2 mà nó chỉ kỳ 1 và tiếng Anh mới phải học off, còn đâu là online hết rồi đấy ạ. à thế à? Nhưng mà Vâng. bên dưới chỗ cao đẳng cho thầy vẫn yêu cầu là phải offline hết. Giáo viên bên chỗ thầy đang thi nhau F0. Lý. Giờ đông quá nên không không biết là nguồn lây từ đâu. Mỗi ngày thấy tình trạng lại báo một người em lại F0 rồi. Ok rồi, thế giờ thầy sẽ cùng xem lại cái báo cáo 3 của các em nhé. Thầy nhận được cái bảng của Hà gửi rồi. Rồi, các em nhìn thấy màn hình của thầy chưa? Rồi. Đây, mà có 3 của em đây. Xem rút xuống qua được bao nhiêu trang. Ui, thế vẫn 80 trang là nhiều thế Vâng ạ, em không rút ngắn được thế ạ. nhỉ? Thế hôm trước thì tưởng thì bà bỏ bớt hơn nhiều thế nhỉ? Tại vì có những cái phần mà bọn em thấy bỏ đi thì nó lại bị thiếu ấy ạ. À không, tức Vâng ạ. là các thầy cũng biết rồi mà, nên đưa vào báo cáo nó ngắn gọn thôi để các thầy đỡ ngại. Tại vì tinh thần ban đầu bọn em đã vừa làm vừa bỏ rồi. Có những tính năng em gộp vào một use case mà. Xong em cũng đi có hỏi bên mấy nào khác thì nó làm mấy cái này mà nó phải tầm 90 trang mà bọn nó vẫn còn sợ ngắn. mấy đồ án là trước đang bị dài quá, các thầy đang thế này, thế hôm trước thầy bảo ven như cái này này, các em có thể sẽ không mà đưa vào báo cáo cuối cùng này, như cái này này vì sao nó dài quá. Trên sau khi thầy review trên màn hình thầy hỏi có mấy tính năng gì bọn em lại ghi thêm vào, có nghĩa là nó dài thêm rồi ạ, nó không bớt đi được tí nào đâu. Đây này, như cái này này là có thể không cần đưa bạn rồi này, vì các thầy biết những cái tính năng này rồi mà, để cho nó ngắn bớt báo cáo lại thôi, chứ cần nguyên tắc là đến cái quan trọng của thôi mà. Đây, cái này để lại sớt này, những cái khác biệt và quan trọng để lại. Chế này các em gộp tất cả báo cáo của em một khá là dài đấy. Nhưng cứ để nguyên một bản này nhá, xong đến cuối cùng ta gộp lại xem là báo cáo của em nó được bao nhiêu rồi. Vâng. Đây, cái này thừa này, hai cái logout này. Đây, trên có một cái logout, dưới này có một cái nữa. Đã chắc là em chưa sửa sót cái tên đấy. Mình giữ lại những cái của mình đấy thì nó sẽ đỡ dài, không nó dài nó nhiều quá các thầy đọc cũng ngại. Các em cứ giữ để em thầy xem cuối cùng là các thầy muốn dài hay ngắn, bởi vì bây giờ vẫn đang có hai quan điểm mà, một là viết đầy đủ hết, Vâng. hai là chỉ biết những cái đặc trưng. Các em đã viết ra rồi thì rất tốt rồi, cứ để đấy, nếu cần thì chúng ta cho vào, còn nếu không cần ta bỏ ra thì dễ thôi. Xóa thì dễ, chứ còn nếu mà sửa thêm mà mới khó đúng Vâng ạ. không? Nó ngại viết thêm mà. Hôm trước là 49 use case nhỉ? Cái này này chỗ này dừng ở 43 nhỉ? Thế là một số cái đã bỏ rồi đúng không? Đúng không đồng chí? 49 đúng không? Đúng rồi, 49.
Đây thì dừng ở đây 43. Đã bỏ bớt 6 cái rồi. Tự bỏ 6 cái đâu mà luôn. Hôm trước có cái phần về RD là lỗi nhiều nhất thì thầy sẽ xem phần RD này. Em may bây giờ là không không phải in rồi đấy. Super counter super super menace super product. Cái quan hệ giữa post và order có cần không em nhỉ? Có thầy ạ, bởi vì là có cái phần thống kê theo bài viết ạ. Thống kê doanh Bởi thu theo vì bài viết. nó đi qua cái này này. Post có comment này, comment này lại có order này thì cái này có cần không? Nó đang thành phần tròn rồi này. Và em nghĩ là cho vào thì nó sẽ khi mà mình sau này mình code, lúc mình code thì mình truy vấn nó sẽ dễ hơn, đỡ phải đi đi một kiểu đi qua một cái bảng trung gian là bảng comment ạ. Và trong đó có những cái comment ấy, nó là comment spam thì nó lại không liên quan đến cái post hoặc là một cái order nào cả. Thì vẫn phải cần có một cái đường nối như này thì ạ. Tức cái này thì bản chất của nó đó, để mình xem được bản chất của nó thì cái post có comment thì đúng rồi, Vâng. thì còn cái order nó có thể là sẽ mình biết là thuộc về cái post nào đúng không? Vâng ạ. Order có thể thuộc về một cái comment nào đó Vâng ạ. Order thì chắc chắn sẽ có comment. không, chứ Mà chắc cái order em tự tạo mà. à đúng rồi, còn còn những cái case mà order tạo bằng tay nữa. Và có comment thì cũng sẽ chắc là có order comment linh tinh. Đúng rồi, có những cái comment spam nên em thấy là post vẫn cần phải nối thẳng với cả order. Thế thì bây giờ lại câu hỏi là cái comment với order có cần phải có cái thông Có tin có quan trọng có để bọn em còn phải như này sau này nhá, nếu mà mình muốn cải thiện cái performance của cái phần lọc comment nhỉ, thì mình vẫn phải dựa theo các cái thống kê đã có. Kiểu trong cái order em sẽ lưu một cái trường evidence, đó là cái comment đấy. Từ đấy em sẽ cải thiện được cái tỷ lệ tự động chốt chốt comment được. nhưng mà thế nó không phải là quan hệ giữa cái order và comment đúng không? Nếu mà quan hệ thì em phải cho một cái đấy gọi là comment ID Vâng, trong trong một cái theo comment order. trong cái order của em đang có cái chứa comment ID đấy. Cái này hơi một cái vòng tròn thế nhỉ. Vâng. Post thì là product, cái này cũng là một vòng tròn nữa này. Post, product và order. Đây vòng tròn ấy. Rất nhiều vòng tròn. Vâng, Cái tại cái này nó này và nó có cái liên hệ nó khá là mật thiết, vì là trong một cái order của khách hàng thì chắc chắn nó phải có sản phẩm rồi, mà trong một bài viết để khi mà bọn em bắt được comment thì nó cũng phải có cái keyword của sản phẩm đấy. Cái này nó hơi đặc thù. order và shopkeeper có cần được quan hệ không nhỉ? Order và shopkeeper Order, order của shopkeeper nào đó. không on, nhưng mà như cái đấy như đấy thì nó lại order lại có thể Shopkeeper quản lý post rồi, mà trong post đã có tên được cả cái order rồi. À không, nhưng mà có cái comment, có cái order em tự tạo mà. Order Đi tự tạo thì nó vẫn đi theo post mà thầy, nó vẫn đi theo post ạ. theo post đó. Vâng ạ. Anh tưởng là cái đó là mình tạo bằng tay là tạo order không, không có post. Mình sẽ chỉ tạo được order khi mà có một bài post đang được trong trạng thái bán À, hàng. rồi, rồi. Tức là em phải tạo post rồi mới tạo ra order đúng không? Đúng rồi ạ. Nên cái là cái quan hệ của nó phải thông qua cái post chứ không thông qua order, không qua không không thẳng trực tiếp được. Như Vâng vậy ạ. thấy thì đúng, thì chuẩn cái chỗ này đúng. Nghiên cứu mấy cái vòng tròn kia, nên đây là chỉ xuất hiện mấy cái vòng thôi, thì xem. Shopkeeper thì tạo ra post. Trong post thì nó sẽ có các product. Trong post, product này là giúp mình nó tag vào thôi đúng không? Đó là một loạt sản phẩm.
đúng ạ, nó tag sản phẩm vào và em sẽ lấy từ cái bài post đấy, em sẽ lấy cái keyword của nó để xác định xem cái comment này nó có contain một cái sản phẩm nó không. Và muốn chọn nó được product phải biết product là thuộc shopkeeper đúng không, nó phải có cái dưới mới chọn được kia. Vâng ạ, kiểu Nhưng có thể cùng nhiều shopkeeper cùng bán cái món cơm gà chẳng hạn, nhưng mà mà nó sẽ shopkeeper khác nào chỉ khác được ID lấy món nhau. của cái. Đúng rồi, nó phải tác đúng cái hàng của mình thôi đúng không? Vâng ạ, chỉ được lấy đúng cái hàng của mình thôi. Cái kia là post có comment. Comment có order. Có order thì nó không có comment nào, nhưng mà vẫn thuộc về post đúng không? À. Thì không nhất thiết là phải qua comment. Tại vì cái luồng xí của em đang là chuyển từ comment sang thành đơn. Đấy thì cái em nghĩ là cái quan hệ giữa comment và đơn nó chắc chắn là phải có rồi. Nó sẽ đi theo cái đường post này, sau comment, sau order đúng không? Đấy là luồng chính. Thì còn giữa Vâng post và order thì nó là cái phụ thôi. Vâng, nó là cái luồng tạo bằng tay đấy, là luồng kiểu đặc biệt. Ok thì tạm thời chấp nhận thì để thầy sẽ có thể thầy sẽ thầy nghĩ thêm một tí trong cái này. Nhưng tạm thời chấp nhận thì sau về cái này thì có hết chưa này, có order rồi này, product rồi này, post, bây giờ còn lại shipper. Shipper đây, shipper đây rồi, đây, và admin này, admin.